Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình tiếp tục mình chỉnh sửa cây hải châu này. Nó có cái đặc thù là có cái rễ nó cũng lên luôn các bạn. Rễ lên quá trời luôn. Như rễ nó cũng lên nữa các bạn. Cây này có rễ. Rễ. Bây giờ không biết sao mình chỉnh cái cây này. Mình sao mình nuôi mấy cây mà có chân rễ các bạn, dở quá. Mình không biết chơi cái đó các bạn. Mình nói thật nha, mình dốt thiệt. Những cây mà chân rễ á, trồng trục cây nó không sống cây nào các bạn. Nó không sống thật, thật không sống, mình nói không sống chứ mình dở, mình nói dở chứ mình không có nói là mình phải giỏi cái này, giỏi cái kia, không có. Cái nào mình dốt, mình nói dốt ha các bạn. Cái nào mình dốt, mình nói dốt. Là cái nào à? Một lát đó các bạn, mình mua chậu chậu đắp nổi các bạn rất là nhiều, mua mấy chục á các bạn. Tính đắp nổi thì một cái chậu á nó rất là mắc, mình không có nói giá ở đây. Mình mua trên xe ở trên Bình Dĩ An á, mình đi qua đi ra đánh xe rồi mình mua, thì mình mua ở đây mình mua mục đích là mình mua về mình chơi các bạn, vô cây khoái vậy đó, phải mua về là vô cây chơi vậy đó, không? Mình khoái là mình chơi, không? Bởi vậy người ta nói là nhiều người ta không dám, không thích, không ái chơi, thích là chơi, lớn tuổi rồi. Còn mà còn sức khỏe cứ tham gia chơi. Để cho mấy nói chung là ba cái chậu giả cổ này á, chậu đắp nổi các bạn, người ta kêu là chậu biết, nhưng mà mình là chậu đắp nổi, không đó. Thì những chậu đắp nổi này nó cũng có cái ưu thế, nó là cái yếu nó các bạn, yếu điểm đó là cái chậu đắp nổi á, là mà không khéo á thì những cái bạn chơi mà không kỹ á, không khéo á, thì những cái đắp nổi nó dễ bị mẻ, bị bể, tại vì nó đưa ra ngoài các bạn, nó dễ bị lắm, dễ bị mẻ, bị bể, đưa ra ngoài dễ bị hư lắm. Do đó bây giờ chơi cái đắp nổi này nó phải có một cái sự nhẹ nhàng, không? Còn chơi đắp nổi mà cái dạng mà thải đùng đùng như ba chậu xi măng á, coi như là thôi luôn, không có chơi được. Đó. Thì đây mình nói cái sự thật nha các bạn. Đó, mình đó cũng vậy, mình đâu có biết mà cái về cái mình trồng mình kéo ấy kia nọ, chim ba cái hoa văn, mấy đầu vỏ, mấy con rắn rỗng các bạn, mấy cái bông mai lan cúc trúc gì đó. Nó bị mẻ hết. Nhưng mà chậu đó, mẻ hết là do mình làm nha các bạn. Đó. Mình làm rồi đó mình mua mê lắm. Mua hai cái mà. 5 triệu một cặp mà chậu có 60. Thì các bạn tính đi. Cái chậu đó mắc cỡ nào? Qua mình mua hôm qua các bạn. Hôm qua mình với ông anh cột chèo chạy xe lên mình Dĩ An á. Đi kẹt xe cả ngày. Mua hết tiền á, chứ không phải hết chậu thôi nha. Thấy không? mua trắng tay á, tại một lần đi lần khó, mình còn vài chục triệu mình mua chơi hết luôn. Đợt rồi chạy xe ôm các bạn, tháng rồi á, mình để dành một kiểu, tháng này để dành một chậu vậy thôi, làm chơi phải biết cái nào mua cái nào, thời điểm nào sử dụng, thời điểm nào chơi, mua kiển, thời điểm nào mua chậu. Mình ngày xưa cái quan điểm của mình các bạn là mình tính là mình mua mấy cái chậu mũ vô cho nó nhẹ, ship cho nó nhẹ, để sau này các bạn có mình nếu mình bán á,
mình sẽ nói thẳng luôn, mình nói luôn cái tiền chậu, không các bạn đồng ý thì mình ship luôn cái chậu, không đồng ý thì mình gỡ cái chậu ra, không mình lấy một bó bầu gỡ đi, nhưng mà thấy bó bầu gỡ đi thấy hình như nó an toàn hơn, chậu thì cứ bể. Này mình cái chậu dưới cái chậu cây này các bạn, bản thân cái chậu cây này nè là chậu Trung Quốc mà loại chậu trơn nha các bạn, đó chậu dưới này là chậu Trung Quốc nè, nhưng mà có nút cổ tàu á, có các anh em ta đi Hà Nội ta đổi cây đổi kiểm về mình mua lại các bạn, nhưng mà cái gì cũng có trao đổi nhau đó. Chơi chậu là phải chơi cỡ nó vậy nó mới xứng tầm với cây hải châu. Cây hải châu là mình mua mắt các bạn, mua mắt thì phải mua cái chậu mắt vô nó mới xứng tầm, nó nổi bật cái cây hải châu. Cây hải châu nha các bạn, để tôi nói các bạn mà chơi hải châu á, cây hải châu khi nó ra mùa ra trái các bạn, màu đỏ đỏ ha, các bạn vô mấy cái chậu xanh bích, xanh da trời, xanh nước biển, xanh gì đó, không xanh dương gì đó, đó có nhiều loại xanh các bạn, xanh da chai nữa. Cái chậu chỗ này nè, cây này lắc mình chừa lại các bạn, chừa lại để mình đây anh em có thường bên cái YouTube đó các bạn, anh em thường hỏi giao lưu cây hay hoặc là có giao lưu gì không thì mình cũng nói luôn, bây giờ đó mình cũng trả lời cho các bạn, có cái gì các bạn cứ liên hệ số Zalo mình có để với tiêu đề các bạn, các bạn cứ liên hệ số Zalo đó để có gì mình nói chuyện nó dễ hơn các bạn, không cái chậu đất nổi giả tổ này các bạn, mà có những cái anh em ở trong Bình Dương Đồng Nai rồi ta làm cũng rất khéo các bạn. Đắp tay á, đắp tay mình thấy rồi các bạn, vô cái lò người ta, rồi mấy người phụ nữ làm từ ly từ tí luôn chứ không phải dễ ăn đâu. Chậu đất này nó là vậy. Tôi nói thật các bạn nha, tại vì á bây giờ á mấy anh mà làm cán bộ á
đang có chức có quyền á, nói chung mình nói đơn giản đang có cái địa vị xã hội á, thì á bạn bè rủ rê ăn nhậu chơi vui vẻ, và khi về hưu các bạn, khi về hưu rồi á ít cũng ít bạn bè tới, tại vì hưu rồi mà, không về hưu rồi á thì cũng ít bạn bè, cũng như các bạn, tôi nói đơn giản thôi, hưu cũng như là giấy số mà nó sổ rồi các bạn, giấy số nó sổ rồi á, coi như nó đó. Tôi nói ví dụ có một câu chuyện này mình nói cho các bạn, nó sự thật nha. Có cái ông anh, ổng về hưu, ổng cũng là đại tá các bạn, chỉ huy trưởng á, không phải chơi đâu, cũng bạn với ông cũng đại tá mà đang đơn vị, đang lên chức, không mà ông đại tá này ổng về hưu rồi, còn ông đương chức ngồi nhậu với nhậu với thằng bạn, nhậu với thằng em thôi, cái thằng này cái dạng cũng rất chất thôi, nhậu cũng ngồi bạc đối diện thôi, thấy vậy qua mời thấy mua mấy số cho cái ông mà đương chức á, 5 tờ giấy số. Cái ông đó đương chức mới nói mày không cho anh năm mày anh ảnh là anh lớn người ta, mày phải cho ông trước á, trả lời câu rồi các bạn, cho anh trước chứ, ông cái số chưa sổ và ông này sổ rồi, cho sau cũng được, tại vì hưu rồi á, nó nói rằng ông này là giấy số sổ rồi đó, vậy thôi các bạn, nói nghe các bạn vui chơi nha, mà có sự thật chứ không phải vui mà không có đâu, cái địa vị xã hội các bạn, cái đó ngoài xã hội mình không thể mình cản được cái lời câu nói của người khác, người ta nghĩ sao ta nói vậy, mà mình ta nói đúng chứ đâu nói sai, về hưu cũng như giấy số sổ rồi, đúng không, vậy thôi. Ta nói nhiều khi anh em út của nó nói nhiều khi cũng đúng, nhưng mà nói hơi quá đáng, nói chung ngại các bạn, nói cái ông mà ổng về hưu ngại thiệt, rồi số ổng tự ái ổng lấy, cũng lấy thôi, nói đâu có vậy, tại vì hưu rồi đâu giúp nó được cái gì đâu, không nó đâu có nhờ giả được cái gì đâu mà phải tự ái với nó không, nhưng mà cái chuyện đó, cái chuyện đời nó có sự thật vậy các bạn. Mình nói đây mình nói đúng, nói là mình nghe ta nghe nói lại mình mắc cười thôi, nhưng mà thực ra đó, về hưu á mình cũng về hưu nữa các bạn, giờ chạy xe ôm nữa, thứ hai nữa các mình á, mình chơi kiểu này nó vui, cái thú vui, còn khỏi nhậu đi, về mà lãnh lương hưu có nhậu chừng 2-3 năm nữa chết sớm rồi, bỏ cái lương đâu có ai, lương hưu đâu có thừa kế các bạn, thấy không, lương hưu nó không có thừa kế, chết là hết. Nhưng mà về thôi, trời nước cho về thôi, có mình còn sức khỏe nhiều, cái mình làm đi, làm gì đi, vui đi, làm vậy là vui á, về mà cứ ngồi mà rồi á, thí dụ mình nói đơn giản thôi các bạn, mấy ông bạn mà về hưu quá nha, mà nhậu nhiều quá là lên đường lẹ lắm, mình nói thật nha, mình không phải đã kết nha, đó mình nói thật rồi. Rồi đó, bây giờ là thứ hai nữa các bạn, không là về hưu rồi á, rồi đâu có ai mời nhậu, đúng không, mà lỡ mà ghiền rồi á, mà uống mình thì cũng chết sớm, rượu cũng như là lì xì ke vậy, tôi thấy xưa rồi, giờ nhậu nhiều, ông nhậu giờ là vô không có rượu, cái tay nó rung các bạn, nó rung bằng bật á. Rồi sau đó là phải vô nhậu tối ngày thì lên đường thôi, thì mình nói đây mình nói cái chân tình nha, mình nói sự thật nha, tại mình cũng là cái dạng mà gì hiu, không phải cái dạng mà ấy đó. Các bạn nè, nên nghĩ nè, những cái ông mà thường giam gia chơi kiển các bạn, mấy anh em ở đa số, đại đa số nha,
chơi kiện á, anh em ta ít nhậu lắm. Nhậu cái nghệ thuật này nó mang tính nhậu là nó không có ấy các bạn. Cà phê có, thuốc lá có, nhưng mà cái nhậu mà về về bonsai kiểm nhậu là xong. Tôi thấy 100 bạn nhậu tôi không có thằng nào bây giờ là chơi kiểm được. Có mình nói cái chân tình nha, mình nói thật chứ không phải mình nói mình đã thích ai nha, nói thử á. Không phải mình nói đây, mình nói để cho anh em đi nhớ. Ừ, tại vì ông không nhậu nói vậy chứ tôi nhậu tôi vẫn chơi kiểm, vẫn chơi được, nhưng mà đa số là ít anh em ta nhậu. Đa số các bạn kiểm, các bạn chơi kiểm tôi á, đa số ít chứ không phải không nhậu, ít thôi chứ không phải nhậu mà cái dạng mà lầy lội ngày nào cũng có, sáng là nó vô xị là không có các bạn. Nếu sáng mà vô xị mà cho khỏi rung tay ngồi uống kiểm là không có, không có ai mướn mấy ông đó để làm kiểm, hoặc là không ai mà chơi kiểm như vậy. Các bạn mình nói đây, mình nói không phải mình nói cái gì mà mình nói sự thật, mình nói trên cái hiểu biết của mình thôi. Mình xin lỗi trước nha, chứ không phải mình đã kết trai nha, nhưng mà cái đó là cái quan trọng. Còn những cái bạn bè tôi bây giờ mà nói để chơi kiểm mà nhậu là tôi ít chút không có, nói chung là không có các bạn. Tức là nhậu đám tiệc rồi nhậu đám cưới đám giỗ chứ dạng mà bài biện ra rồi bài ra cái kiểm rồi bài cái bàn ra nhậu rồi để bình luận như cái kiểm là không có, không có cái đó, bạn bè không có cái đó. Không thấy cà phê có nha, cà phê là có đó, cà phê có các bạn. Ngồi uống cà phê nói về cây kiểm đem tới nha. Các bạn thấy không, anh em ngoài giờ ở ngoài miền Trung người ta chơi á, ta bày ra quán cà phê, người ta uống cà phê, người ta uống, người ta ngồi, người ta ngắm kiểm, người ta đấu giá, mua bán này kia nọ, hay quá, hay thật, rất là hay. Không còn cái ai mà có bài ra bây giờ đó, bà bia rồi ngồi mà nhậu bây giờ là để giấu kiểm. Mình nói thật nha, nó cũng như là bây giờ là bài bia ra nhậu sát rồi nhậu lát xỉn rồi bây giờ là kiểm cái nói qua nói lợi khích với nhau lát đập luôn cái kiểm luôn, xỉn vô rồi bây giờ không giữ được cái bình tĩnh á, nói qua nói lợi lát đập à. Còn như anh em tối cà phê thì có thể là kiểm nó dễ kích động lắm các bạn, kiểm á các bạn, mình nói thật nha, dễ bị kích động lắm. Bạn tới vườn kiểm bạn chê ta cái kiểm ra là coi như là ta thấy ta ghét bạn rồi. Ông này ông bẻ xấu, hoặc là ông này ông bẻ cây này bẻ gì kỳ, hoặc là anh không nên bẻ vậy, không có đó. Mình không có đóng góp với kiểu đó được, mỗi người chơi ý. Mình đóng góp với cái đó, kiểu đó là cái kiểu người ta, mình nói người ta này kia nọ, kiểu nó sĩ diện lắm các bạn. Mình nói chung nha, mình nói đó, nói cách chung nha, còn cái mình chơi thì sĩ diện gì. Mình chơi, mình biết của mình thì... Còn cái dạng mà ở ngoài thị trường hay hoặc là ở bãi kiển hay hoặc đi thi thố các bạn, nó sĩ diện. Mình nói thật nha, cây ông xấu, cây ông bẻ cái tàn này trật, tàn kia ấy trên cắt bỏ, không có đó được. Mình không có bình luận cái đó được các bạn. Cây kiển là cấm kỵ cái đó, mình cấm kỵ cái đó. Mình nói vẫn được vậy, nhưng mà không có cái gì nói đâu. Người ta chơi thì ý của người ta vậy, bài của người ta vậy, vô mình nói này nói kia, dù cho thằng cái em đó bây giờ là 14, 15, 16 tuổi, người ta thích chơi kiểm, người ta chơi theo ý của em đó, cái sáng tạo của em đó, mình không thấy người ta nhỏ chơi kiểm cái mình đi mình bình luận mình nói này kia đó là sai trăm trăm, không có được, không nên, mình không nên đó. Còn cái chuyện các bạn nào muốn nói gì đó, của mình là mình suy nghĩ như vậy, không? Suy nghĩ mình không nói vậy. Nhiều khi nói tới rồi bởi vậy cây kiển các bạn nó dễ đó. Mà các bạn bài cái bàn nhậu ra mà để bình luận cây kiển, lát cây kiển đó coi chừng nó giục xuống luôn này. Nó nóng á, rồi nó nói qua nó lợi lát là rượu vào lời ra rồi nói ra nó vô, bây giờ là không hề động nhau mà nó quánh lộn giục ra cây kiển thôi, đập thôi vậy thôi. Mình nói được cái đó là cái đơn giản thôi, không phải cái mình nói đó, mình nói là cái gì đó là sự thật có, mình có chứng kiến, nhưng mà cái thực thật mình không có nói đây, chuyện đã qua rồi. Cái kiển mà bài ra nhậu lát cái kiển xuống mương à, hoặc là dục ở ngoài đường à, đền mà thấy ai xong rồi các bạn.
Đó, giờ mình sẽ thay chậu cây này. Còn vô cát không nè các bạn, đó, làm cái cát không, trời ơi cát cả vấn đề, cái chậu này cũng chậu Trung Quốc nè các bạn, bây giờ mình có chậu kia thôi, giờ mình thay đi, thay keo của mình thay chậu, đó, thay vô chậu coi nó bên trong nó lại gì, coi nó lên điểm bao nhiêu điểm vậy thôi, thấy không, chơi mà, nhiều khi mua cái chậu mắc hơn cái cây đó các bạn, nó sao? Ở đây nhiều cái chậu mua cái chậu mắc hơn cái cây. Đó, cái chậu mua mà nhiều khi mắc hơn cái cây á. Cái cây khi mua 2 triệu chậu mua 2 triệu rưỡi các bạn. Để chậu chậu đắp nổi các bạn. Nổi bây giờ cái kiểu mà đắp nổi cái dạng anh em ta làm thủ công mà bán rất là mắc. Cái thước mình đo cái thước của cái chậu này, mình tìm cái chậu là giống nhau giống mình vô. Này là 3×35 mà được các bạn. Chậu hột xoài mới đúng rồi, chậu quan á, mini các bạn nè, trong mini nè, nhưng mà vẫn đắp nổi cục cục là các bạn thấy không đó. Đây. Cái chậu này cũng đắp nổi nè các bạn đó, thấy không nè, đắp nổi nè, mai mai cúc thì cúc mai nè. Rồi lấy chậu mình vô các bạn. Cây chậu mắc cây
cay quá. Khi mua cây các bạn, mua cây á là mình mua nhiều khi á các bạn, cái cây rẻ hơn cái chậu đó. Để cái mặt phiền qua cái cây bông cúc đi. Mình không có vụ miếng đất nào nha các bạn, vô thiên thôi, nó nặng cho mà thấy cái chậu nặng lắm các bạn. Bạn chơi các bạn có thấy mới biết, các bạn nào chơi chậu và chậu quy phát cơ gớm cái gì mà mình cũng không nói gì phát phát rồi hoàng hoàng gì trở nó tùm lưng. Mà chậu đất nổi thì mình có lên cái clip mình coi là cái công đoạn mà cái từ khi mà người ta lấy đất sét cả nhà nắng đất sét các bạn, đến cái lúc á thành một cái chậu á thì công đoạn rất là dài. Do đó mình nói ủa sao cái chậu mắc dữ rồi ta, chậu cổ mà mình đây hồi xưa mình mua, mình chuyên mua đồ cổ mà các bạn, chuyên mua ba cái chậu cổ và cổ chậu tàu đầu đắp thì cũng có đó nha, mình mua rất là nhiều đó. Mà sau này á mình thấy để lâu quá các bạn, nó gió vận chuyển nhà cửa nó bể hết đâu. Thôi mình bán cho anh em ta bớt ta chơi rồi xong các bạn đó. Nó là vậy thôi, không biết cái đường nào nữa. Đây có bông có tra hoa lụt lùm rồi, chị quay cho các bạn xem. Đó, thấy không nè, nó đắp luôn nè các bạn nè, cái tay mình dính vô nè đó. À, thấy không, đắp á nè, đắp cục luôn nè, bơm này cần lâm mặt bơm rồi ha. Đây cũng vậy nè các bạn nè, đắp nè các bạn. Ồ, cái chậu này mắc nè các bạn, thấy không đó. Đắp cục mai nè. Đó nè, người ta là tích người ta nè. Nè, đây là cũng vậy nè các bạn. Đầu chim này không mình mà mình không kỹ thì nó mà gãy mỏ nè các bạn nè, cái mỏ đó nè, nó ló ra con tay mình nhét vô được nè các bạn, thấy không? Đó, đắp nè. Đây là đắp nè. Nó đắp nè, mình dính vô tay vô thấy đắp nè, mình quay trên xuống nè các bạn thấy không? Nó nổi hết đó luôn nè. Đó. Nè các bạn, đây cũng đắp nữa nè. Đây cũng vậy nè. Đó, nó đắp cục nổi ráo à. Cái này cũng vậy nè. Mình mua là mấy cái chậu đắp nổi, cái chậu này á là 80 lọt lòng 75. Chậu này các bạn đó, cái chậu thấy đó nổi các bạn nè, đắp nè, nó quay vậy các bạn thấy nó nổi ra nè, đó đắp nổi nè. Đó, các bạn thấy không? Nè. Đó. Đắp nổi ra mình cầm được mấy cái đầu này nè, đắp nè. Đắp không. Đây nè các bạn, mình đắp nổi ra nè. Đó, nổi ra nè, bạn thấy không? Nhưng mình cầm cái tay mình vô nè, mình đưa ngón tay vô nè. Đó, ngay chỗ mấy cái kẻ mà nó nổi ra. Đó. Mình không khéo là mấy cái này nè các bạn, nó gãy. Thì xấu thôi chứ không có gì, mình nuôi mình chơi mà. Thì cái chậu thì cũng phải có cái này cái kia. Mà cái chậu đắp nổi các bạn, nó mắc gấp 3 lần cái chậu bây giờ, chậu thường đây. Mình quay cho bạn coi. Chậu thường nè. Đó, chậu khuôn các bạn nè, nó vậy thôi đó. Cái chậu này nếu mà chậu kia nó mắc gấp 3 lần chậu này vậy thôi. Chơi phải mình phải nắm được cái quy luật của nó. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn. Đó, sáng mình làm nè, mình mua một đống chậu luôn đó, thấy không đó. Để mua ở đây các bạn, nó kêu trời ơi, cái chậu này nó kêu 5-7 triệu cái các bạn nè, chậu vuông vuông nè. Đó, mấy chậu nè kêu 4 triệu, 3 triệu, 4 triệu rưỡi, 3 triệu, bèo nhất là 3 triệu rưỡi. Mình đi chở cái xe, mình đi xe,
anh trở mình chở vậy luôn, chở một xe luôn mấy chục vậy đó. Nay mình không mua kiển nữa, mình mua chậu nha các bạn. Tháng này mình không mua kiển nha, tháng này mình mua chậu để dành tiền mua chậu, chạy xe ôm tháng này để dành tiền rồi đó. Mình mua 20 mấy 30 cái chậu, nhỏ nhỏ cũng có, lớn cũng có, nhỏ nha. Nhỏ nè các bạn, nhỏ nhưng vẫn đắp nổi nè các bạn, bạn thấy không đó. Nè, cái này nhỏ nhỏ nhưng đắp nổi nè, nhưng mà nó cũng phải 30 các bạn nè, nó đắp nè. Rồi mình kết thúc clip nha các bạn, nó đắp nổi nè. Rồi trên quay xuống cho các bạn xem nè, những cây đủ tàn mình mới vô chậu rồi nha các bạn. Mình nên nhớ là những cái cây đủ tàn mình mới vô chậu vậy, còn chưa đủ tàn mình không có vô nha. Cây nuôi thì mình cứ để trong nãy mình nuôi đi. Đó, thân nữa nè, những cây đủ tàn nó vô chậu này nuôi, rút ra cái để vô luôn à đó, các bạn thấy không, không có vũ miếng đất luôn. Rồi mình kết thúc clip.